Đây nhá anh em ơi, bây giờ chở một xe củi đến đây thì nó hơi bị giật nhá, bên trên nó lại nghiêng lên trên tả ly, nó bây giờ nó bị nghiêng treo bánh này nhá. Bây giờ anh em cùng nhau đẩy xuống xuống. Đây được rồi nhá. May quá có anh em ở đây, anh em khai thác chưa về nhá. Anh em về hết thì mình một mình thì bỏ đây đấy. Xe khác nhiều đấy. Để chở đời bên kia về nhá. Bây giờ hơi tối rồi. Quay không rõ mấy nhá. May là nghiêng lên trên tả ly ấy, xuống dưới đường là xong rồi. Thôi, đây phải xuống tận dưới khe dưới này này. Đi vòng bên kia xuống nhá. Đây giờ mới lên đến xưởng nhá, xưởng cắt gỗ đây. Bây giờ đang cân con xe ben. Đây là gỗ băm nhá, hàng răm. Đây một xe vừa cân xong, vừa đáy đi đổ. Củi thì đầy bãi luôn đấy, đầy trần luôn nhá. Đây có một xe nữa. Chắc là 13.400, 13.390, 13.390 sắp xe. Còn đây là hoa mai nhé, hai phăng đầy như nhau luôn. Đây một xe thì đang lùi về đổ nhá. Xe trên kia là củi mỡ, xe này củi keo lớn mỡ này. Xe mình là củi keo nhé. Đây, một xe này đang chở trên đồi cái về nữa. Con này con LW435 nhé. Con này trong video của mình có khá nhiều video nhé. Let's go.
này cả xác xe là bao nhiêu nhá? Con này cả xác xe là 11.830 này. 11.825. Đây lại 11.830 lại 25. Đây một xe đang chở gỗ về trên đỉnh về đến đằng sau này nhá. Rất là chuẩn bị vào cân luôn. Con này là gỗ nhá. Sao đây? Đấy, chiếc vật bên ngoài. Này 8.330. 8.330 cả xác xe 35. Đánh con mình nhá. Ôi. Đây xe của mình 7.340 đấy nhá. Là xe thằng dăm nhẹ luôn. Đây hết bãi. Bên này là hàng dăm nhá. Trên này là gỗ. Còn cái xưởng trên kia là đang làm thế là làm sắn nhá, làm bột mì. Vừa anh em đang làm nhá.